Con xin chào cả nhà nha. Đầu video Cường gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến cô dì chú bác và anh chị em đang theo dõi kênh của Cường. Thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Hôm nay Cường đi săn ong tiếp tục cả nhà ơi. Cường mới vừa bắt mổ xong nó không có mặt nha. Này nè. Cây gọi vẫn còn luôn. Mới đốt được có chút xíu à, nó khô gan mặt à. Ra đây Cường bắt thêm một ổ nữa cả nhà. Ổ này trước cửa nhà người ta. Nó không có phì không có nhà ổ này Cường đoán dữ lắm là nhiều đó nha, là ba xị mặt còn ít là nửa lít, ít nữa hiện xị. Chú này đi chung với chú Cường với anh Định ngồi lúc ngoái nha. Thì cái ong nó nằm trên cây này là cây xanh đó nha. Cây này cây xanh nha nha, kẹp với bụi tre đi lên luôn. Ngay chỗ cái bụi tre này là Cường đi cái tre này lên là hơi lên tới ong luôn, đi lường dưới luôn nha nha. Tại trên đó nó hơi bịch đó, cho nên là đi cái bằng cái tre này lên nó dễ hơn. Thì hy vọng là ổ này sẽ có mặt nha. Hôm nay qua đây Cường bắt mấy ổ luôn để Cường làm đốt cái gọi leo lên nha. Cái gọi cũ Cường mới bắt nha cả nhà. Đây cái đầu chùm mặt của Cường. Cái gì nó quýnh đâu quýnh được, nhưng mà đừng bao giờ quýnh vô cái mặt nha cả nhà. Quýnh vô cái mặt là khó chịu lắm. Về cũng mắt hiếp nghiệp mà không thấy đường. Thôi để Cường leo lên nha. Cái gọi này còn có nửa cây kìa. Tại nãy bó hơi lỏng cho nên nó cháy luôn hết, lại bó lỏng quá. Tắt này nó kêu gọi nó tắt. Mồi lại cái gọi, mồi lại cái. Tháng này trời gió quá gió. Chắc sáng thì nó đỡ nhưng mà chắc trưa cái nó chắc vẫn chưa cái là gió. Ổ này nó mới đóng có mười mấy ngày cái nha. Đây cùng quay cái ong cái sơ lược tới cho cả nhà xem. Con nó coi nè. Con bự lắm á cả nhà. Cả mét á. Nhìn ở dưới thấy gọn gọn rồi lên trên đây cũng đỡ lắm. Cô cái đầu mặt nó ra nha. Ôi ôi con mặt cũng đã đỡ nè. Ba xị mặt cái này. Để đi có là được rồi. Ổ này cũng gọn là đúng không? Mình được ba xị là ngon rồi cả nhà.
quay cái nhà xem nè. Ô mặt ngon ghê cái nhà. Nó hơi khô cái dành này nhẹ cả nhà ơi. Cũng hoa cũng nhiều ghê nữa nè. Cái phần đỏ đỏ này là mặt này nghe cả nhà. Còn cái phần đen dưới là phấn hoa. Này ba sĩ yếu không được ba sĩ đâu. Yếu ba sĩ. Mặt nó hơi khô lại. Cấp này chỗ nào cũng vậy cả nhà. Anh em mới dùng khác như vậy bắt hiếm lắm mới có ổ khủng. Hên hên được ổ khủng chứ không được ổ khủng thường. Nó kiểu như nó vẫn có nhưng mà nó không có thường như hồi đó nữa. Giờ cường lên quơ của ông ra cái cường thấy khủng hoảng không, không có mặt á. Phấn hoa hơn nửa lít này không tới ba sĩ, nó nhìn lộn mà. Con nó lọt ở đây quá trời luôn. Cũng được cái nhà ấy. Trời ơi, quên quải cái túi lên nữa. Túi lên dễ làm. 2,5 triệu. Đây cả nhà. Khá là ngon luôn nha. Vậy là mặt màu vàng kiểu như vàng đỏ vậy là được rồi. Cấp này thì trời nắng mặt nó kẹo lắm. Đi xuống nè cả nhà. Dướng cây tùm lum hết trơn cả nhà. Ba cái tre nè. Nó quấn ngay bên đây luôn rồi. Nãy quên quải cái túi theo nữa cho nó xuống cho nó dễ. Hả? Để cái gỗ xuống luôn cho nó xuống cho nó dễ chứ. Ây da. Ây da. Tự dễ. Leo lên xuống mà leo lên dễ xuống khó. Quật mặt ra nói đầu nói ba sĩ cái trả giá còn được 2,5 triệu. Dạ yeah, sao? Hả? Dạ yeah. Nó khô, khô dẻ à. 2,5 triệu. Quá ngon rồi cả nhà. 2,5 triệu nổi không? Nổi. Mệt nè, đẹp ghê không? 2,5 triệu cả nhà. Giờ vậy là chùm thiên hạ luôn rồi. Cha mẹ cái dồn nổi cái chê vậy. Chứ hỏi em bắt bên gần gần nhà bánh ổ xị không lên. Cũng cắt mót thấy bà luôn. Thôi để cường tạm ngưng nha, rồi đi có nữa sẽ quay cả nhà xem nữa cả nhà, còn bắt tới ngổ với hai nữa. Vô tới trong đây thì cường mới phát hiện ra một tổ ong đóng trên cái bệ dừa nghe cả nhà. Tổ ong này cũng mini, gọn gọn cả nhà, mà cái đầu mặt nó phì đỡ lắm cả nhà ơi. Đó. Cây dừa này cũng lùn cả nhà, cây dừa này gần 5 mét à. Tổ ong nhìn lả gì đâu luôn mà không biết cái đầu mặt nó có bị khô hay là cái gì không cả nhà.
Con này chắc cũng mới đóng đây cả nhà, không có đóng lâu đâu. Khoảng 10 ngày, 11 12 ngày thôi. Thấy cái dĩ nó chưa có xuống đó cả nhà. Cả nhà thấy đó, nó phì ra nè. Đó đó. Phì nó nưỡng luôn á. Thường thường bây giờ thì mặt nó không có nhiều nổi nha cả nhà. Nó khoảng nửa lít 3 xị hoặc 1 lít là nhiều rồi đó. Hy vọng con này được nửa lít thôi là cũng mừng rồi cả nhà. Rồi, cần để trang bị gọi rồi cần leo lên nha. Cái này hấp lụng cả nhà. Rồi. Leo lên nha. Hơi chói nắng mặt trời cả nha. Ôi ơi, mấy cái bẹ dừa khô này. Tuốt từng cái ra lên nó mới dễ hơn. Cái tới đọt này nghe cái nha. Bè dừa này nó mỏng, nó nhỏ quá, nó mềm cái nhà ơi. Bước lên cái như muốn sụm. Quá trời. Mày đúng không, cái này xem. Hôm nay biết lâu biết không bị dừa. Quá trời khó quay cái này. Mẹ dừa nó sụp xuống không à. Gió rồi nè. Gió nó quay không? Quá làm ăn quá. Cho khối nó vô cái này nha. Thấy mặt mày vậy luôn. Ui ui, cục mập ngon. Mặt cũng khá là ngon đó nha. Cỡ nửa lít. Đây cái nhà ấy. Đón không sai luôn. Ông giờ từng nửa lít là mừng rồi. Chám dôi luôn. Ổ này cũng còn gọn, không bự hung ha. Còn mấy bên đây đây. Quay rõ được nha, vừa nó sụm quá trời luôn. Cái bè nó khá là nhỏ luôn á, còn nằm lên nó cứ sụm 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 không à. Biết khoắn nhiều không đây? Khoắn cũng ít rồi nghe cả nhà. Rồi cần lấy mặt cả nhà ơi.
chút xíu nữa làm mập. Không 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 mệt. Nó ép vô cái em đây nó mệt gì đâu luôn. Lấy cái tịch nha cả nhà. Nói chung bẻ dừa được về là cũng khá lắm rồi. Không đòi hỏi nhiều cả nhà ơi. Như là thời điểm này ong rất là hiếm mật luôn. Ơi gọi. Nước bả hết cục rồi. Mẹ rồi nửa lít yếu luôn rồi. Còn được có một xíu rồi này. Lỡ tay rớt cái cục nhỏ rồi. Nó còn lấy được. Mình luyện cái gọi xuống rồi, tăng hồi mình xuống nó cũng dễ hơn. Trời ơi. Còn cũng còn được. Quá bu rồi. Rồi. Thì đây, thành quả của nó đây cả nhà. Nửa lít mật cả nhà, mà chám vôi đẹp ghê không? Bị sâu khá là nhiều luôn á, không phải là mặt nó làm cũng mạnh lắm á cả nhà. Rồi Cường xin tạm ngưng video nha. Rồi để coi có nữa sẽ quay cả nhà xem tiếp tục. Chú Cường ổng mới vừa bắt mỗi ông cắt dâu thứ ba nha cả nhà. Mà Cường không có quay. Thì để Cường quay cục mặt cho cả nhà xem đây. Ổng mới vừa bắt xuống sư dừa còn khối nha cả nhà. Chám vôi luôn, ba xị không chú? Ba xị phải ghe luôn mày ngắn bự nè. Ba xị anh Định ơi. Có ông mặt mạnh chứ, mà ông cầm cái. Ngon. Thầy buổi này là dày là thầy ông nội luôn rồi. Đằng đây một ổ nghe cả nhà. Nha, mặt nè đã ghê không? Vậy đó mà nãy anh la không mặt kêu em đừng quay. Vậy đó kêu đòi cái Cường kêu quay cái anh trời ơi có mặt đâu quay qua ổ này nè. Giờ cùng mặt có ba xị cả nhà ơi. Đằng đây ngổn rồi, Cường lên Cường bắt tiếp tục nha. Ổ này đằng đây nó nhỏ hơn ổ đó cả nhà. Mà mặt nó phì cũng đỡ lắm. Nó cả nhà. Hơi tối cả nhà ơi, chói nắng nha. Ổ này mặt chắc dở hơn ổ đẳng này. Ổ đẳng tại nó phì nó nu hơn nha cả nhà. Nóng cây này cây chôm chôm. Rồi thì để Cường chùm mặt rồi leo lên luôn nha. Cây dừa còn vẫn còn đang cháy nha, tại vì đang mới bắt dừa ngổ xong. Tiếp tục leo thêm một ổ nữa. Ổ này nó phì cũng đã đỡ, chỗ này chắc nửa lít là dữ lắm rồi.
Bên đây thấy nó cũng bự bự nữa nha. Cũng được, cũng bự bự nữa nha. Thối rồi vô mới được. Trời ơi, cục mặt bị ai khoét hết lỗ anh Định ơi. Khoét hả? Bị gì ta? Kỳ vậy? Bị khoét hết lấy mặt hả anh Định ơi. Càng chỉ thấy nhánh bị héo của gàng. Không khoét lại có chừng ngon đó nha. Nhưng mà bị khoét tiêu rồi. Có mà ít xịu à. Này chắc được chừng... Trời ơi khoét rồi nè. Nhìn như gan không? Cái lỗ nhẹ nhập lép nữa. Thầy thiệt chứ. Mặt nó nè. Còn cái này chắc được xỉ quá. Ít thời thiệt chứ. Bị người ta cắt trước rồi. Trời ơi. Anh em nhìn cái lỗ kìa, anh em thấy ứa gan không? Cua luôn. Mặt nó cũng được lắm cả nhà. Thôi để cùng cắt nó luôn nha. Ít ăn ít chứ biết sao giờ. Sâu xia gì tùa lưa hết trơn. Dứt dứt ra mới được đấy, không thôi nó làm cái ổ bị hư. Con dọn kèo cho cái bông nó kéo xuống cả nhà. Cho nhiêu ăn nhiêu biết sao giờ cả nhà ơi. Giờ đâu phải như đó nữa đâu. Giờ người ta đi bắt nhiều hơn ông. Hồi nãy quay cái ổ kia ngon rồi, ổ kia cắt rồi mà quá đã luôn. Dạ. Quýnh nữa chứ. Quýnh cho bỏ kim luôn rồi. Cái ổ không quay á thì mặt lúc nào cũng nhiều hết, còn cái ổ mà quay á mặt thì không thấy cầu á. Ổ này mới cắt chừng có tuần lễ hơn tuần lễ. Cái ổ nãy ông chú cùng bắt không phải đó quay ngồi clip đẹp quá. Mặt lạ. Hối hận chưa hả? Hối hận chưa nè. Cục cũng do nhắm vô đẹp gì em không quay. Phét lỗ rồi, lỗ thầm hoàm vậy đó. Mấy nè con đứng sĩ nè. Ổ ba sĩ không quay quay ổ không sĩ à. Thiệt tình ông quá nhiều nha, để lấy ra cái mới được. Nó hai ổ cái bên nha cả nhà. Tôi chỉ quay có ngổ thôi. Mặt đẹp ghê. Rồi thì thôi đi làm ngưng cái nha. Có nữa sẽ quay tiếp cái nhà xem nha.
Cường tiếp tục bắt lại tổ ong nha cả nhà. Hổ này thì bị cắt một dao cả nhà ơi. Nó nhìn thấy nó phì phì lại cả nhà, nhưng mà kiểu như nó bị chạy kèo vậy đó. Trên cây bần nha cả nhà. Xà quá không thấy. Giờ Cường chỉ cái nhà với cây ong trong cái nó đen đen cả nhà, nó nằm đó đó. Cây bần cũng dễ leo lắm nghe cả nhà. Này Cường bắt gọi nghe cả nhà ơi. Cây thấp thấp mới bắt bằng sợi dừa. Cây cao Cường làm gọi cho nó an toàn. Thì gọi mini mà ít ra nó cũng khói nhiều hơn cái sợi dừa đựng chút. Tại vì nói chung sợi dừa Cường bắt Cường không có chế gì vô cho nhà, Cường bắt tươi luôn à, thành ra nó không có khói nhiều như của anh em. Anh em thì anh em hơi chế dầu gì vô mà Cường không có chế nghe cả nhà. Đóng cây bần ngoài đó đó. Leo lên nha cả nhà. Cây dễ leo. Trời ơi, cắt con mập từ ngoài trong. Giờ cứ đi mót lại vậy nè. Giờ hết phép rồi. Đi mót lại không cả nhà ơi. Xị nửa lít, ba xị gì không. Ổ đâu nữa bác. Cây kiến vàng dữ ta. Quá trời kiến vàng luôn rồi. Và còn tiếp tục leo lên nữa nghe cái nhà. Phi kẹo. Đây cả nhà. Phì kèo quá nha ơi. Con bự. Nó quýnh Cường rồi nè. Cái động tay nữa nha, thấy không? Quay camera ông nó hung hơn bình thường nha cả nhà. Camera ông nó hung hơn bình thường. Trời ơi. Ngon ngon cả nhà ơi. Kiếm nửa lít chắc được. Có điều mặt hơi chai nha. Bà sĩ chắc được. Hơi chai với lại hơi khô. Đây cả nhà, quay cả nhà xem nè, quá đã luôn. Còn gì bằng nữa cả nhà. Ôi ôi đã coi nè. Dạ. Dạ dạ. Đã gì đâu cả nhà ơi. Còn cái kèo mật bị cắt. Cắt đi cả nhà. Từ ngoài vô trong luôn. Này nó già cho nên sáp nó hơi cứng nha cả nhà. Ổ này sửa chắc hơi vừa vừa tay, không dám sửa mạnh nha. Ổ này sửa cái hết luôn á. Hai cô gì nào có nhu cầu xe mặt ong cứ liên hệ với Cường nha. Số điện thoại Cường để đầu video, Cường góc trái màn hình nha cả nhà. Khô dữ ta.
dí ông này để coi. Quăng như đó đi hồi lụm lại sao? Nhẹ phao à. Cố gắng gần dưỡng ông thôi nghe cả nhà, chứ ông này đáng lẽ ra là sữa đúng mạnh tay luôn là hết ông luôn. Giữ lẻ ông cho nó ngon ngon thôi chứ. Cái bịch này là cái bịch 10kg không quay cả nha. Nhiều anh em cũng có hỏi thường hoài à. Cái bịch thường xài loại bịch gì. Anh em cứ vô tiệm anh em hỏi kêu người ta lấy bịch 10kg không quay là có à. Cái sáp nó cứng còn hơn cái cây nữa, khứa không đứt luôn trời. Quá cứng à. Tao đổ vào đầm ngập chỉ luôn không thấy gì nha. Cắt cục mặt mà gồng không trời. Mặt không khô có cả lít mấy nữa nha. Tại nó bị khô ở trên với dưới nè. Với cái phần chám vôi nó vẫn còn. Mặt này không khô có lít mấy. Còn cả điều này còn phải 3 xị. Cho vô ba lô đi xuống nha cả nhà. Cường ngắt mấy anh chú cho nó hạn chế tất bầy. Quýnh vô tay mấy vít á, tại khối nó không đủ cho nên còn lấy cái tay còn phủi ra luôn, nó quýnh vô cái tay. Rồi tới đó coi. Ui nó mệt, nó chưa leo nó khát nước. Nó chưa nắng cái nhà này 12 giờ chưa nắng leo nó hực nó khát nước. Quýnh tay chân không còn gì. Ông nghĩ quýnh vô tay không mà đụng đâu vô tay, quýnh vô tay thế đó. Không có hung mà tại em đụng nó cái nó quýnh, đụng nó cái nó quýnh. Còn mặt không khô là ngon á. Ba sĩ. Khô em gọt bỏ nhóc luôn. Chám voi nữa. Ừ, còn chám voi này ngon ghê không? Vậy là ngon rồi. Chăm mày. Đây Cường lấy mặt ra cho cả nhà xem luôn nha. Thì bữa nay được có như đây cả nhà ơi. 4 5 ổ, 5 6 ổ gì luôn. Này là ổ gì, Cường nhỏ xíu Cường cũng hút nữa. Không có mặt mà giờ mót nha cả nhà. Đó. Đây, cục này khủng nè, cục này
khủng nhất luôn nè, khủng nhì với khủng này mới khủng nè anh Định. Nói chung là ong cấp này mật nó yếu lắm nha cả nhà, cho nên là không có mật nhiều nếu mình bắt đâu, ngổ chừng nửa lít giờ bà sĩ là nhiều rồi. Nó nhổ này là không có quay mà cũng mật ngon ghê hồn luôn. Rồi thì Cường cũng tổng kết hình mật cho cả nhà xem nha, như đây chắc cũng khoảng tại Bắc cũng có cho mấy cái chủ nhà hết ít cho nên cũng còn khoảng chừng cỡ lít rưỡi mật cả nha. Lít rưỡi vẫn lít ba xị à, ở đó lít rưỡi hả? Thì cũng được đi. Tháng này mà trời gió là ông làm mật yếu lắm. Có mấy cục màu đỏ, mấy cục màu vàng tụi lưa cho cả nhà ơi. Rồi thì Cường cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà con buổi xem clip thật vui vẻ. Rồi bye bye cả nhà.